Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em ơi, ông chờ tôi chút nha, ông chờ chút, chờ chút, chờ chút, chờ chút, chờ chút. Thank you.
Cười ra đi.
Con rắc kim cương rồi. Anh
Tôi thì có đúng 1 phần 3. Thank you.